Vừa qua, công ty cổ phần Trafaco mã TRA có thông báo nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 lần 1 cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 20% bằng tiền mặt. Theo đó, Trafaco sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ tạm ứng 20% tương ứng một cổ phiếu nhận được 2.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là vào ngày 16 tháng 1 năm 2024. Như vậy, với hơn 41,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Chavaco sẽ phải chi gần 83 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này, thời gian thanh toán từ ngày 2 tháng 2 năm 2024. Trong đại hội cổ đông thường niên vừa qua, Chavaco thông qua phương án chi trả cổ tức 2023 dự kiến với tỷ lệ 30%, như vậy, sau đợt tạm ứng này, Chavaco vẫn còn ít nhất một lần thực hiện chi trả tỷ lệ 10% để hoàn thành phương án này. Trong một diễn biến khác, trước đó đầu tháng 9 năm 2023, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã có quyết định xử phạt và truy thu thuế Trafalco với tổng số tiền là hơn 2 tỷ 400 triệu đồng do kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Trafalco cho biết việc khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp như trên là vi phạm thường gặp đối với doanh nghiệp cả nước, không mang tính cố ý vi phạm mà do nhầm lẫn số học, sót số liệu, cập nhật chính sách chưa kịp thời. Về tình hình kinh doanh, dù vẫn có lợi nhuận trong năm 2023, nhưng Trafaco đã ghi nhận 4 quý liên tiếp có chỉ số lợi nhuận thấp hơn so với cùng kỳ. Cụ thể, công ty ghi nhận doanh thu thuần quý 3 năm 2023 đạt 576 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ hơn 70 triệu đồng, giảm lần lượt 50% và 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của Trafaco đạt 1.712 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 229 tỷ đồng, giảm 6% và 9% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 70,2% kế hoạch lợi nhuận năm. Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của chavaco tăng 10% so với đầu năm lên 2.001 tỷ đồng, tổng nợ phải trả của Chavaco tăng 6% lên 463 tỷ đồng. Đặc biệt, nợ vay tài chính của Chavaco đã tăng gấp 3,6 lần từ 40 tỷ đồng lên gần 143 tỷ đồng với 3 khoản vay ngân hàng. Chính việc phát sinh những khoản vay này đã khiến chi phí lãi vay quý 3 của Chavaco tăng vọt so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu của Chavaco tại ngày 30 tháng 9 năm 2023 đạt gần 1.538 tỷ đồng, tăng 11% so với con số đầu năm trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 23 tháng 12, giá cổ phiếu TRA có giá là 86.800.000 đồng trên một cổ phiếu.